chào tất cả các bạn, mình lại hiện hình lên rồi nè. 50mm Việt Nam vừa có một challenge hết sức là thú vị, đó là cầm điện thoại và chụp ra những tấm hình đẹp hết mức có thể. Ngày hôm nay đồng hành cùng mình trong thử thách này sẽ là chiếc Mi A2 Lite đến từ Xiaomi. Và các bạn hãy đi cùng mình đến một vài địa điểm vô cùng thân thuộc ở Hà Nội nhé. Đi thôi. Ở những nơi có nhiều đường dẫn như thế này thì mình khuyên các bạn nên bật hệ thống grid hay là căn lề ở trên máy ảnh. Như vậy thì ảnh của bạn sẽ được cân chỉnh, cân đối hơn. Quên mất một điều quan trọng nữa, đó là hãy nhớ lau ống kính trước khi chụp. Bây giờ chúng mình sẽ cùng di chuyển đến một địa điểm thứ hai nhá, đó chính là chợ Tùng Xuân đấy. Mình là một người rất thích chụp ảnh, tuy nhiên thì máy ảnh nó rất là nặng và nó cồng kềnh nữa, cho nên việc chụp bằng điện thoại nó rất là nhẹ và nó tiện lợi và nhanh chóng hơn nhiều. Với chiếc điện thoại này thì các bạn chỉ cần double tap ở nút này rất là nhanh. Các bạn ạ, bọn mình đang định chạy ra khu bích họa Phùng Hưng thì trời mưa rất to và chẳng có hoạt động gì ở đấy cả. Tuy nhiên, bọn mình đã kịp nhìn thấy một khu tập thể hết sức dễ thương ở trên phố Hàng Lược, nên hãy cùng mình vào trong đấy nhé. Khi trời mưa thì đường phố trông lung linh hơn ấy. Bạn có thể thử góc thấp như mình. Nghe nói pin của Mi A2 Lite lên đến 4000mAh và đây đã là cuối buổi rồi mà pin vẫn còn khá đầy. Nếu chưa chụp ảnh thì chắc phải đến mấy ngày không cần sạc. Tất nhiên không thể chuyên nghiệp được bằng máy ảnh, nhưng các bạn cũng hoàn toàn có thể sáng tạo cho ra những bức hình rất đẹp và rất có ý nghĩa khi mà các bạn cầm điện thoại, bởi vì nó khá nhỏ gọn và có thể theo được các bạn đi muôn nơi. Vậy thôi, đó chính là tất cả những gì có trong video lần này. Mình hy vọng các bạn thích, hãy like và chia sẻ nó nhé. Xin chào!
chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.